Thấu hiểu được những khó khăn đó thì trong hội thảo tự kỷ trong ASEAN, xây dựng pháp luật và các chính sách phát hiện, can thiệp và chăm sóc người tự kỷ tại cộng đồng diễn ra vào chiều ngày hôm nay 31 tháng 3 tại Hà Nội, nhiều chuyên gia cho rằng đã đến lúc Việt Nam cần đưa tự kỷ vào luật người khuyết tật. Bởi có một thực tế trong những năm qua, khi sau khi có luật người khuyết tật, có rất nhiều trường hợp cha mẹ có con mắc chứng tự kỷ xin xác nhận mức độ khuyết tật để được hưởng các hỗ trợ trong học tập nhưng đều bị từ chối. Theo các chuyên gia, tự kỷ không phải là bệnh mà là một dạng khuyết tật phát triển và tồn tại suốt đời. Vì thế, chi phí can thiệp và điều trị cho con không may bị mắc tự kỷ là rất lớn. Đặc biệt là trở thành gánh nặng cho các gia đình. Trong khi ở các nước đã coi đây là một dạng khuyết tật, thì ở nước ta lại không. Phụ huynh thường là sẽ phải tự làm rất nhiều việc, ví dụ như là tự học hỏi hay là tự mở trường, bởi vì có một số trẻ nặng không có một trường nào tiếp nhận, cũng do cái khả năng rất là khó mà lại cũng từng trường thì lại chưa có chuyên môn riêng, nên là phụ huynh thường là phải tự mở trường. Chúng tôi cũng chưa biết được là bao giờ thì tự kỷ có thể đưa vào luật khuyết tật, cũng như là bao giờ thì người tự kỷ có được những hỗ trợ như là có thể là có trường can thiệp riêng này, có những cái cơ sở vật chất để chăm sóc sức khỏe cho người tự kỷ. Nhưng mà chúng tôi vẫn cứ tiếp tục chiến đấu thôi. Ở Mỹ, chúng tôi có những chính sách để hỗ trợ cho những gia đình có con tự kỷ để giúp các bé có thể hòa nhập xã hội. Tôi nghĩ ở Việt Nam đã đến lúc các bạn cần đưa tự kỷ vào trong luật người khuyết tật để các cháu có cơ hội được can thiệp sớm. Bởi nếu không được can thiệp sớm, trẻ mắc chứng tự kỷ sẽ không thể hòa nhập được với cộng đồng. Ở tuổi trưởng thành nhưng chúng ta vẫn chỉ như những đứa trẻ 2 hoặc 3 tuổi và không thể học được các kỹ năng sống cơ bản cần thiết. Đã đến lúc chính phủ và các bạn cần có những chính sách cụ thể hơn. Theo các chuyên gia, cách thức quy định của luật người khuyết tật tại Việt Nam tách bạch khuyết tật trí tuệ và khuyết tật tâm thần đã loại trừ chỗ đứng cho dạng khuyết tật tự kỷ. Điều cần làm là sửa đổi luật người khuyết tật theo hướng nhập khuyết tật trí tuệ và khuyết tật tâm thần thành khuyết tật thần kinh và bổ sung khuyết tật phát triển.